hôm nay vợ chồng hẹn vài người bạn đến quán lẩu dê ăn ở quận 12, cũng biết đường gì luôn. Lẩu dê tên gì ở quán gì? Hải gì? Đức Anh, lẩu dê nè. Anh xin kính chào quý vị. Bây giờ quán rộng rãi, hôm nay ăn thịt dê. Bữa giờ không có dê ai mà tự nhiên vợ nó dắt đi ăn thịt dê. Không biết tối nay ra phố chơi cái dê con nào không biết nữa. Rồi làm trước lon bia chờ kêu đồ ăn. Hôm nay Quỳnh gặp được một bạn bè nào trong lớp học nữa. Đức, Hiếu, Quỳnh. Hôm nay ăn thịt dê. Bạn 20, chắc cũng 20 mấy năm rồi. Bạn 25 năm đi. 22 năm. Hơn chứ. Có 21 thôi, chỉ ở đây là 23, 4 năm nè. 16 tuổi tới 23. Tôi với bà là 23 năm. Còn 16, hôm nay tới 38 là 22 rồi. Tôi hô ông 11 rồi. Tôi hô ông 11 rồi. Vô rồi, đúng rồi. 20 mấy năm mà đứa nào vẫn trẻ đẹp như mình. Không, thấy hai đứa này y như cũ à, nó khác gì đâu. Đây là dưới dê nè mọi người. Đây là dưới dê, dưới dê. Đức có thích ăn dưới dưới dê. Còn cái này là dồi đúng không? Dồi dê trời chín. Còn cái này là dồi. Dồi dê. Tôi uống thêm xíu nữa là say nặng luôn. Dồi dê hả? Dồi dê nó tí đất. Sao không thấy dú ở đâu? Dùi lắm. Hôm bữa tôi hỏi ông, tôi có hỏi ông là đám cưới ông ngàn mấy trên Facebook. Đây là cách lắc không dịch lộn. Lên mạng á Đức à. Xong rồi gà xong rồi. Ghê đi, ghê đi. Chị ghê đây. Đây là Đức, vợ Đức, Hiếu, đây Quỳnh, vợ của người ta. Huyết nè, trời ơi. Này máu anh, không phải huyết. Máu. Đây là máu. Tiết là chín rồi. Huyết là chín rồi. Ủa gì hả? Còn đây là máu luôn. Tiết canh hả? Tiết canh. Huyết canh nha. Tiết canh. Tiết canh. Tiết canh, cái là máu, canh máu á. Coi Đức ăn này, coi Đức ăn. Ăn anh coi quay luôn Đức. Coi nè, coi Đức nè, Đức nè, Đức nè. Đức nè. Để ăn luôn nè. Bình thường. Ngon anh. Ngon không? Ngon. Mưa quá, hai vợ chồng đi chơi mà mưa quá trời, ngập lụt luôn. Chạy vô quán cà phê ngồi, một đứa phố uống ly cà phê. Vô coi Happy Feet, Happy Feet, Happy Feet. Hôm nay nó có Happy nè. Happy Feet, Happy Feet, Happy Feet, Happy Feet. Vô quán cà phê Happy Feet nè. Gác lên, sợ chuột, hai vợ chồng gác lên Happy Feet, sợ chuột nè. Thấy con chuột thiệt bự chạy ngang qua sợ luôn. Happy Feet, Happy Feet. Not very happy feet. Tố mẫn cầu. Xin tố mẫn cầu. Con chưa. Yêu cái ly nước cam. Vắt. Hồi đây uống chơi với con chuột thiệt bự. Tôi quay cho mọi người coi nha, nếu nó chạy lại nha. Happy Feet sợ quá, bỏ chân lên ghế luôn. Hôm nay ba người này đi ăn bún bò nữa nè, bún bò gánh nè, ghiền, bún bò lần này là lần thứ 16 ở đây. Không biết. Có gì nói à? Kênh của tôi cũng nói gì nữa. Xin lỗi mọi người nhưng mà công tử bật mạng ghiền bún bò. Nghiện là ăn thôi. Biết trong này có gì nha. Chả nè.
cái này gì em? Chả anh. Chả gì? Cái này chả cua, cái này chả. Chả cua là cái 100 trang. Giò. Quyết. Thịt. Không ăn nữa hả? Vậy thôi. Như vậy mà có khoảng như là tính ra giá khoảng 2 bảng. Thấy đã chưa? Bên đó mình ăn một tô 10 bảng, 11 bảng chẳng ra gì hết.